17 năm đã trôi qua kể từ khi vụ khủng bố kinh hoàng và đẫm máu nhất lịch sử nhân loại xảy ra tại nước Mỹ, với gần 3.000 người thiệt mạng, hơn 8.000 người bị thương. Ngày 11 tháng 9 năm 2001 trở thành nỗi đau chung của cả loài người. Từ thời điểm đó đến nay, nước Mỹ và toàn thế giới đã phải hứng chịu hàng trăm vụ khủng bố đẫm máu khác. Chủ nghĩa khủng bố đang lan rộng trên toàn cầu, biến tướng dưới nhiều hình thức tinh vi, phức tạp, trở thành mối đe dọa lớn cho an ninh nhân loại. Dù là Mỹ hay bất cứ quốc gia nào, người dân và chính phủ Việt Nam cũng luôn dành một tình cảm đặc biệt để sẻ chia nỗi đau và sự mất mát do khủng bố gây ra. Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các quốc gia trong cuộc chiến chống khủng bố. Không ngoại lệ, Việt Nam cũng phải đối mặt với hàng loạt nguy cơ khủng bố, chủ yếu do những kẻ phản bội Tổ quốc gây ra. Bên cạnh tổ chức khủng bố Việt Tân, thời gian qua, Việt Nam cũng đang ra sức ngăn chặn hàng loạt âm mưu, hành động khủng bố, phá hoại của cái gọi là Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời. Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời hiện thân là Tổ chức Tân Dân Chủ do Đào Minh Quân, sinh năm 1952, quốc tịch Mỹ, thành lập năm 1991, trụ sở đặt tại 2807 Anaheim, California 92814, Mỹ. Đối tượng cầm đầu chỉ huy gồm Đào Minh Quân, Kelly Triệu Thanh Hoa, Lisa Phạm, tức Phạm Thị Anh Đào, Lâm Ái Huệ, Lý Hồng Thái, Nguyễn Đức Thắng, Quách Thế Hùng. Sau khi thành lập, Đào Minh Quân và số cầm đầu Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời đến các trại tị nạn người Việt ở Hồng Kông và các nước Đông Nam Á tuyển mộ lực lượng đưa về Việt Nam theo đường hồi hương để tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại. Với phương châm ba sạch, đốt sạch, giết sạch, phá sạch, từ năm 2015 đến nay, Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời đã thực hiện các kế hoạch khủng bố phá hoại nhằm vào Việt Nam. Năm 2017, số cầm đầu Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời bên ngoài giáo giết phát triển lực lượng, thành lập các nhóm Phượng Hoàng, Mãng Xà, Biệt Động Quân, Đại Việt nhằm khủng bố phá hoại, ám sát cán bộ Việt Nam. Chúng đã cử hai thành viên là Phan Anger hay Phan Thị Đào, sinh năm 1956, quốc tịch Mỹ, và Nguyễn James Hân, tức Nguyễn Thanh Hân, sinh năm 1967, quốc tịch Mỹ, về Việt Nam cung cấp tài chính và trực tiếp chỉ đạo hoạt động. Ngày 8 tháng 4 năm 2017, 7 đối tượng gồm Đặng Hoàng Thiện, Nguyễn Đức Sinh, Thái Hàn Phong, Nguyễn Ngọc Tiền, Hoàng Văn Dương, Vũ Mộng Phong và Nguyễn Thị Trung là thành viên tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời, đã thực hiện đặt bom xăng tại kho tạm giữ xe vi phạm giao thông số 1 của Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, gây cháy 320 chiếc xe máy. Tối ngày 22 tháng 4 năm 2017, Đặng Hoàng Thiện cùng Ngô Thủy Tường Vi, Nguyễn Thị Trung và Trương Tân Phát thực hiện đặt bom xăng tại tầng 3 nhà giữ xe và sảnh chờ ga đến quốc tế sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất theo chỉ đạo của Lisa Phạm, với mục đích gây cháy nổ sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp lễ 30 tháng 4. Tuy nhiên, hành động của chúng đã bị cơ quan chức năng của Việt Nam nhanh chóng phát hiện và ngăn chặn. Nếu vụ đánh bom diễn ra thì sẽ có khoảng 10.000 chiếc xe bị cháy và con số người bị thương vong là không nhỏ. Rất có thể phải đóng cửa sân bay Tân Sơn Nhất trong một thời gian dài và ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đảm bảo an ninh cho các hoạt động của năm APEC 2017, nhất là tuần lễ cấp cao APEC với sự tham gia của 21 nguyên thủ quốc gia và hơn 10.000 đại biểu quốc tế. Chưa dừng lại ở đó, mặc dù bị cơ quan an ninh điều tra Việt Nam ngăn chặn xử lý các đối tượng khủng bố trước đó, nhưng số cầm đầu Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời vẫn không từ bỏ ý đồ khủng bố chống nhà nước Việt Nam. Ngày 26 tháng 4 năm 2017, nhóm đối tượng đã tiến hành khảo sát,
lên kế hoạch sử dụng flycam mang chất nổ đánh bom nhà máy Liên Men Hậu Giang và nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân Bình Thuận, nhưng đã bị cơ quan chức năng Việt Nam ngăn chặn, vô hiệu hóa. Ngày 27 tháng 8 năm 2017, Đào Minh Quân và Lisa Phạm cử Nguyễn Thái Sơn, thành viên tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, mang theo một quả lựu đạn M67 từ Thái Lan qua Phnom Penh, Campuchia nhập cảnh Việt Nam, âm mưu ném lựu đạn vào khu doanh trại quân đội ở tỉnh Long An, Việt Nam nhằm gây tiếng vang cho tổ chức, nhưng đã bị cơ quan chức năng Việt Nam ngăn chặn kịp thời. Ngày 11 tháng 9 năm 2017, trong lúc nước Mỹ và cả thế giới đang tưởng niệm những nạn nhân đã bị thương vong do vụ khủng bố từ 16 năm trước tại nước Mỹ, thì Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Thành Minh, sinh năm 1976, thành viên Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đốt 3 cây xăng trên địa bàn thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam, nhằm tạo bất ổn về an ninh, phá hoại tuần lễ cấp cao APEC, nhưng đã bị cơ quan chức năng Việt Nam ngăn chặn kịp thời. Trong tháng 4 năm 2018, số cầm đầu Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tiếp tục chỉ đạo Dương Thị Lanh, Lý Thị Thủy ở Bình Phước, Việt Nam mua vũ khí để tiến hành các hoạt động manh động, khủng bố trong dịp 30 tháng 4 năm 2018 tại các khu vực công cộng ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, nhưng đã bị cơ quan chức năng Việt Nam vô hiệu hóa. Mới đây nhất, Đào Minh Quân và đối tượng Ngô Hùng ở Canada cùng một số đối tượng ở Mỹ đã cung cấp tiền, chỉ đạo số trong nước tìm mua hơn 10 kg thuốc nổ TNT, chế tạo được 8 quả nổ, 38 kíp nổ để thực hiện các hoạt động khủng bố nhằm vào trụ sở cơ quan nhà nước và ám sát lãnh đạo chính quyền. Theo đó, ngày 20 tháng 6 năm 2018, chúng chỉ đạo hai cơ sở nội địa mang theo 2 quả nổ chứa thuốc nổ TNT ném vào trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, làm hai đồng chí công an phường 12 bị thương, hư hỏng 6 xe máy. Chúng còn dự định sẽ tiếp tục tấn công vào một số mục tiêu quan trọng khác, nhưng đã bị cơ quan chức năng của Việt Nam ngăn chặn kịp thời, bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật để chuẩn bị cho các hoạt động khủng bố. Hành động khủng bố của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời vô cùng manh động, ngang nhiên thách thức chính quyền, xâm phạm đến an ninh quốc gia của Việt Nam. Hành động khủng bố của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, nếu không được ngăn chặn thì không loại trừ chúng sẽ tiếp tục tìm cách tấn công vào cơ quan đại diện ngoại giao, công dân và lợi ích của các nước tại Việt Nam nhằm gây mâu thuẫn, phá hoại sự hợp tác của Việt Nam với các nước và cộng đồng quốc tế. Thực tế, các hoạt động khủng bố của cái gọi là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời vô cùng nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Việt Nam, phá hoại cuộc sống bình yên của người dân Việt Nam. Hoạt động khủng bố chống nhà nước Việt Nam của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời thực chất không khác gì các tổ chức khủng bố khác trên thế giới mà cả nhân loại đang lên án. Trước hoạt động khủng bố phá hoại của tổ chức này, các cơ quan chức năng Việt Nam, nhất là lực lượng an ninh, đã vô hiệu hóa, triệt tiêu các kế hoạch, âm mưu khủng bố của chúng. Đến nay, đã khởi tố bắt tạm giam 23 đối tượng là thành viên của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Tháng 12 năm 2017, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đã đưa 15 đối tượng ra xét xử và tuyên phạt theo quy định của pháp luật Việt Nam. Kính thưa quý tòa, kính thưa hội đồng xét xử, là ngày hôm nay bị cáo đứng trên đây, Đức dòng bông ngựa, là bị cáo không những sai mà gọi là quá sai rồi, sai không có thể ăn năn hối cải lại cứu vãn được nữa. Ngày 30 tháng 1 năm 2018, Bộ Công an Việt Nam đã công bố Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố lên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, địa chỉ website www.mps.gov.vn. Việc Bộ Công an Việt Nam công bố Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố và xử lý các đối tượng là thành viên của tổ chức này về tội khủng bố là đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế chống khủng bố của các nước. Mặt khác, nhân dân Việt Nam, chính phủ Việt Nam
cũng như người dân và chính phủ các nước trên toàn thế giới luôn yêu chuộng hòa bình và cùng chung tay quyết tâm chống chủ nghĩa khủng bố đang lan rộng trên phạm vi toàn cầu. Liên Hợp Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Úc và nhiều quốc gia trên thế giới đã quy định tội khủng bố trong Bộ Luật Hình sự và các văn bản pháp lý khác nhằm trừng trị, xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi khủng bố, phá hoại hòa bình thế giới, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân. Luật pháp Việt Nam quy định hai tội danh về hành vi khủng bố tại Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 như sau. Tội khủng bố nhằm chống nhà nước được quy định tại Điều 113 Bộ Luật Hình sự. Cụ thể là, người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà xâm phạm tính mạng của cán bộ, công chức hoặc công dân thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Điều 299 quy định về tội khủng bố như sau. Người nào nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng mà xâm phạm tính mạng của người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Hoạt động khủng bố phá hoại của tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tuy chưa gây hại trực tiếp đến các nước, nhưng là hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa an ninh trật tự của Việt Nam. Bộ Công an Việt Nam trân trọng đề nghị các nước, các tổ chức quốc tế và toàn thể đồng bào coi Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là một tổ chức khủng bố, không hậu thuẫn, tài trợ, ủng hộ hoặc cho phép tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời sử dụng lãnh thổ nước mình để quyên góp tài chính, chuẩn bị các điều kiện tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, chống nhà nước Việt Nam. Trao đổi các thông tin liên quan về tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời qua Cục Chống khủng bố Bộ Công an Việt Nam. Đồng thuận, ủng hộ, hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam điều tra, xử lý số đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại của tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, không để chúng tác động, lừa phỉnh, tham gia các hoạt động khủng bố, vi phạm pháp luật, đồng thời nâng cao trách nhiệm công dân, kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm, hỗ trợ Cục Chống khủng bố Bộ Công an Việt Nam đấu tranh ngăn chặn, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững sự bình yên cuộc sống của nhân dân, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.